làm gì vậy? Như vậy bé đau đấy. Bố mày là mẹ này sao mà mày tốt quá vậy hả? Tôi không phải mẹ đứa bé, nhưng mà tôi không thể để đứa bé đau như vậy được. Mà nói chuyện ra tao tưởng mày là Phật sống không á, đồ đạo đức giả. Con mình nó thì bỏ, còn con người ta thì giả vờ thương xót. Mày diễn cho ai coi vậy hả? Ở đây không phải là chỗ cho mày diễn đâu. Cô nói gì vậy hả? Tôi bỏ con bao giờ chứ? Anh Toàn, anh coi cô ta diễn kìa. Ở đây cũng biết hết rồi, cô diễn không có ai tin đâu. Anh Toàn, chuyện này là sao hả? Anh nói cho tôi biết sự thật đi. Mọi người đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Có thật là cô không biết chuyện gì không? Được, nếu cô muốn biết thì tôi sẽ cho cô biết. Em nhận mấy phôi về đi, anh có chuyện muốn nói cho cô ta. Anh Toàn, anh nói gì với cô ta vậy hả? Nó lừa anh, nói nó diễn đó. Thôi về với em đi, em không muốn anh đứng đây nói chuyện với nó đâu. Anh nói em đi về đi, em nghĩ cô ta có thể lừa anh hả? Để em đưa bố cô về. Đi, đi con. Anh Toàn, anh nói cho tôi chuyện 6 năm về trước đi, tôi cần biết sự thật. Tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng cô không được gặp và làm phiền con trai tôi nữa. Tại sao anh lại vô lý như vậy chứ? Dạ thôi. Thôi được, tôi hứa tôi sẽ không gặp thằng bé. Trời ơi, thằng bé nó sinh non có 1 tháng á, mà nhìn nó bụ bẩm ghê chưa nè. Ôi, giống em quá trời luôn, nửa lớn lên đẹp trai giống ba nha. Em đừng có lo cho con Ngọc nữa, nó không có sao đâu. Đây là bệnh viện lớn mà. Mẹ em lo cho người ta chi, người ta có còn thương em đâu. Coi như tôi làm phước không bỏ con đứa nhỏ này. Nhớ, cậu hứa gì với tôi á, nếu mà không hả, thì cậu biết tôi làm cái gì rồi đó. Cho tôi gặp Ngọc đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Cậu tính á, nói lời ngon ngọt dụ dỗ con gái tôi nè. Nó không muốn gặp cậu đâu. Vì nó nói cậu là người nghèo, không có tiền. Đứa bé này là bí mật với tôi với cậu. Cậu hứa những gì với tôi cậu nhớ đó. Nếu không hả, tôi cho đứa bé này á biến mất vĩnh viễn. Sao bà độc ác quá vậy hả? Nó là cháu của bà đó. Nay á, mẹ nó cũng không cần, còn muốn bỏ nó nữa kìa. Thì đối với người bà này, tôi đâu cần nó làm gì. Đây không phải là sự thật, mẹ tôi không thể làm như vậy được. Anh nói xạo đúng không? Anh nói cho tôi nghe đi, tôi không tin chuyện này đâu. Cô không tin chuyện gì hả? Chuyện mẹ cô làm, hay là cô không tin cô đã bỏ đứa bé, bây giờ nó không lớn như vậy rồi hả?